là keo lèo thường của thanh niên do Đô Nguyễn Văn Đức Hà Tây có đỏ giữ, Đô Nguyễn Thạc Thông Định Bảng có xanh đeo, hai đô vào giữa sới. Hai đô trở lại. Chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, hiện nay là Đô Nguyễn Tất Minh ở Định Bảng, khu phố theo Định Bảng có treo giải lèo thường 1 triệu đồng, vật 2 keo. Vậy đô nào đã về sân bãi rồi tiếp tục đăng ký giữ lèo thường do Đô Nguyễn Tất Minh Định Bảng treo 1 triệu đồng, vật 2 keo. Thành Tâm Vinh cũng là giữ.
sơ sới về công bố kết quả kêu vật vừa qua. Kêu vật nghèo thường vừa qua là Đô Nguyễn Đức Thông, Khố Xanh đã thắng.